1001 câu chuyện. Hello, xin chào các bạn, lại là chị đây. Ngày hôm nay chị lại có một cuốn sticker xíu xinh đẹp về những nàng búp bê công chúa nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 búp bê luôn. Và có rất là nhiều mắt, rồi phụ kiện nơ, quần áo siêu xinh để chúng ta sẽ thay ha. Vui thôi nào. Rất là đẹp luôn, quyển này nó to nha các bạn. Đó, mở ra. Trang đầu tiên. Wow, xem nè. Chúng ta sẽ có rất là nhiều mẫu mắt ha. Mắt xanh dương, rồi xanh lá, cam, đỏ, hồng, rồi tím rồi nè. Đó, rất là lung linh. Trên mắt thì có hình sao, hình trái tim. Và đây, trời ơi, đủ thứ khuôn miệng luôn. Và tiếp theo thì sẽ là cái trang nơ. Nơ rồi nón rồi nè. Wow, và quần áo. Wow, những cái mẫu quần áo này nó rất là đẹp nha. Đây các bạn, đẹp lắm. Đủ màu hết nha. Rồi những cô gái nữa, chúng ta sẽ coi thật là nhanh rồi bước vào phần trang trí luôn ha. Phần dán sticker đó. Đó, trời ơi, tóc hai màu đâu nữa. Quá xịn. Không chần chờ nha, chị sẽ xé phần quần áo nè, mắt nè và phụ kiện ra cho nó dễ chơi đó các bạn. Nè, xé ra đây nè. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trang trí cho cô gái đầu tiên, cô gái tóc vàng nhưng mà tóc ngang như thế này. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có luật chơi nha các bạn. Chơi á là dán một lần thôi, không được chỉnh sửa. Nếu như dán hư thì phải chấp nhận, để lại luôn. Đó, để thử xem là nếu như mà chị không chỉnh sửa thì các bạn búp bê của chúng ta nó sẽ như thế nào nha. Cầu mong là nó sẽ đẹp, đừng có xấu, tội nghiệp các bạn đó lắm. Nào, các bạn hãy cùng chú ý quan sát xem chị có ăn gian không ha. Hơi rất là hồi hộp nha, chị sẽ cố gắng quay một lần thôi. Bạn này có tóc vàng thì chị nghĩ rằng cặp mắt màu hồng đậm này nè, nó sẽ rất hợp. Cố gắng. Yeah, một con mắt rồi. Con mắt bên đây phải cân đối thì mới đẹp nha. Mình dán mà nó bị cao hơn, thấp hơn, xa gần cũng xấu. Wow, thành công rồi. Cho cái miệng đầu tiên luôn cho nó hên xem nào. Đó, cái miệng là chị hay bị dán méo lắm nha. Wow, nhưng mà đẹp luôn. Và bạn đầu tiên cho nên chị sẽ lựa cho chiếc váy đẹp nhất luôn. Đó, vàng vàng tím tím. Tháo chị cũng sợ nó rách nữa nè, thấy không? Đây, đôi giày tím. Dán một lần nha, cho nên là phải canh các bạn. Đếm thôi, nó không vô chân. Ok. Không làm khó chị được đâu. Wow, các bạn nghĩ sao? Rất là vừa. Nhưng mà tháo thì nhìn nó mới đã đúng không? Rất nhẹ. Đó, cái bộ này nè, trời ơi, không cắt luôn nè các bạn ơi, nó không cắt. Ồ, hèn chi mà chị thấy không được, thấy không? Thôi kệ nha. Rồi, lỗi do cuốn sổ, tích cơm phải do chị, bộ đồ cài nơ nè. Rất là đẹp luôn. Cái này thì dễ thôi, chỉ cần chúng ta canh vô cho nó vừa với cái cổ. Dán xuống. Good. Tiếp theo thì mình sẽ lựa cái phụ kiện gì đây ta? Chị nghĩ rằng chị sẽ lựa cho bạn này cái màu tím này luôn đi. Một cái nơ màu tím tím, kiểu như là tay con mèo á. Wow, dễ thương quá. Xuất sắc. Bạn đầu tiên rất là đẹp luôn. Và bây giờ bạn thứ hai nè, cục tóc hai chùm nè. Đó, mấy bạn này đều là ca sĩ hết nha các bạn, cho nên là bạn nào cũng có micro hết nha, thấy không? Ôi, rớt cái bạn này ra luôn. Bạn này cũng có micro nè, nó tự rớt ra luôn các bạn ơi. Thôi, em phải chị xé ra nghe. Rồi, bây giờ bạn này cột tóc hai chùm thì chị nghĩ rằng chị sẽ cho bạn này cài hai bông hoa đi, nếu đổi là thua. Ok, bông hoa xinh không? Trời ơi, sẵn có bộ đồ màu xanh nhẹ hợp với lại bông hoa của các bạn hồi nãy, còn gì nữa, thật là thuận lợi quá đi. Nhưng các bạn chú ý nha, chị chắc chắn là chị sẽ không gian lận, nhưng các bạn để ý xem, tại nhiều bạn sẽ nghi ngờ chị gian lận cho xem. Đoán xem chị có gian lận hay không. Wow, một lần một thôi. Mấy lần trước chị vừa chơi vừa giỡn, dán như hết trật tùm lum hết bây giờ nè, rất là đẹp. Rồi bây giờ thì tới cái váy này nha. Trời ơi, đừng có hại tôi, rất một cái là steel luôn nha. Rồi cái váy nè, cái cổ ở trên. Rồi nè ha, có ngôi sao đồ nữa, rất là đẹp luôn. Còn dán váy là không có sợ nha các bạn. Canh cái cổ này. Trời ơi, còn có cái micro nữa ta. Sung sướng thiệt. Rồi tay đâu mà cầm. Cầm vậy đi. Tiếp theo quan trọng lắm. Mắt mũi miệng.
tất cả đều có xanh và có hồng hồng vàng vàng rồi, nên là chúng ta sẽ chọn một cái cặp mắt màu xanh lá. Cái màu nào chưa có thì mình lấy vô đi các bạn. Thấy chị chơi lạ không? Đó, rất là lạ luôn. Màu nào chưa có thì chị sẽ gõ vô. Chứ còn nếu như mà mình lấy con mắt màu xanh dương luôn thì nó quá bình thường. Trời ơi, với kinh nghiệm của chị đã dán rất là đẹp. Và đây là miệng của ca sĩ đang hát nè. Mi 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 ba. Ê, hơi méo một chút xíu nha, nhưng mà vẫn đẹp. Tiếp theo thì là bạn thắt bính hai chùm tóc tím nè. Đó, tóc màu tím thì mình sẽ cho con mắt màu vàng đi. Đây ha. Ok. Mắt màu vàng nha. Vừa vàng vàng mà vừa có hồng hồng nè các bạn thấy không? Đó, rất là đẹp. Miệng thì mình sẽ chọn từ trên xuống dưới luôn, hên xui luôn. Ok. Yeah, rồi bây giờ các bạn nghĩ xem là cô gái này thì sẽ được cài cái gì trên đầu đây ta? Chị thích cái cài thỏ này quá, cho nên là chị sẽ cho bạn này cài thỏ nha. Chị cứ làm mà đẹp trước đi à, còn mấy bạn ở đằng sau mà hết đồ thì thông cảm cho chị nha. Chị lựa nào đẹp thì chơi trước. Ok, dễ thương không? Và bây giờ đây có bộ đồ màu xanh nè, nó phù hợp với lại cái nơ thỏ nha. Cho nên là chị sẽ lấy bộ đồ này. Ok, để dán vô chân nè. Nó hơi bị dài nha, coi chừng là không vừa. Trời ơi, nó bị lỗi rồi nè. Nhưng mà chị không được tháo ra nha. Một lỗi thứ nhất rồi đó. Bây giờ đã nói là chiếc giày này vừa vớ rồi, nó dài quá mà. Bây giờ chị sẽ canh chiếc bên đây cho kỹ nè. Rồi, chị đã canh rất kỹ rồi, vừa y luôn. Tiếp đến thì là cái áo này nha, áo màu xanh. Đây. Để chị coi. Đó, cái tay là nó phải vừa chạm cái càm luôn, nó mới đẹp nè. Chan chan, tiếp theo thì là cô gái tóc vàng trên một cái nền hồng rất là đẹp. Phù hợp với lại bộ đồ này luôn ha. Mình cứ dán đại đi, hên xui nè. Trời ơi, đôi vớ này ngắn nè, chắc chắn là sẽ không bị sai đâu. Ôi trời ơi, tiêu rồi, các bạn này đẹp quá mà chị dán nè, nó bị chẹo quá rồi. Nhưng đã hứa không sửa thì chị sẽ không sửa, do cái tội chủ quan đó. Chị cứ nghĩ là nó ngắn thì sẽ dễ, ai dè đâu, do chị. Xin lỗi nha búp bê. Đó, bên đây là mới vừa nè, bên đây hơi hở nha. Tiếp theo, rồi à, chết rồi, cái này nó có cái chân luôn. Trời ơi, không được tháo dán lại theo quy định của chị. Không được tháo ra dán lại. Trời ơi, vậy bây giờ sao đây? Trời ơi, mình tưởng là cái bạn này á là không là cái giày ngắn hay giày có vớ bên đây nè. Trời ơi, không để ý đó các bạn. Mỗi lần là chị sẽ được tháo ra dán lại. Nhưng bữa nay Tiêu rồi, thôi kệ đi nha. Chứ biết sao giờ. Rồi cái tay cầm ngôi sao rồi, đẹp ghê chưa. Rồi bây giờ cái chân nè các bạn chú ý nè. Hay là cho chị đổi lực đi, cho chị dán lại đi. Thấy cái lực chơi này mới thấy mình thật là không có để ý nha các bạn, thấy không. Nè bây giờ đôi giày ở phía sau, đôi giày ở phía trước. Hết sức tào lao. Thôi kệ đi, chị đã ra lực thì chị phải ráng chị chịu thôi. Bây giờ chị sẽ chọn con mắt màu tím cho đỡ buồn đi. Tím nha các bạn, đồ xanh tóc vàng. Thì mình sẽ cho mắt tím. Xin lỗi nha tóc vàng. Bạn tháo dép ra vô nhà chị chơi đó các bạn. Cho nên là bạn tháo dép ra đó. Wow, nhưng bạn vẫn rất là dễ thương. Và bây giờ thì mình sẽ chọn cho bạn là cái phụ kiện gì đây ta? Thôi chị sẽ cho bạn kết nón đi cho nó đẹp nha. Tại chị làm cho bạn không có mang giày được rồi đó. Thì chị sẽ cho bạn một cái nón như thế này. Đó, cho nổi bật lên. Rồi không ai thèm nhìn xuống cái chân nha không. Nhưng dán cái nón lên thì chị thật sự chị thấy cũng không có được đẹp lắm. Nhưng bây giờ biết sao rồi. Thế lộn biết sao giờ. Lỡ rồi các bạn ơi. Chị cho bạn ấy thêm một cái nơ ở đằng sau này đi. Dạng như cột tóc lên nó sẽ có cái nơ nè. Đây. Nha. Rồi thôi cũng xinh mà.
Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cô này. Chị hy vọng rằng cô này chị sẽ dán thật là đẹp luôn. Và đầu tiên thì chị muốn dán cho bạn này là hai cái kẹp hai bên. Đó, cho nó dễ thương. Một cái kẹp đi, một cái này đi. Đó, cho hai cái kẹp hai bên. Mắt thì bây giờ chị muốn cho bạn ta có một bạn này có một cặp mắt màu xanh đầy hy vọng nha. Ok. Hy vọng rằng mình sẽ giúp bạn đẹp lên. Đây. Rồi bạn này còn có cái miệng chúm chím và có cái này nè. Tên tên và tiếp theo sẽ là phần quần áo đây nha. Ôi trời ơi, cái bộ này quá đẹp, nó có giày sẵn luôn. Bây giờ chị phải rút kinh nghiệm, chị phải dòm cho coi là nó có giày chưa đó các bạn. Rồi bây giờ mới khó nè các bạn. Vấn đề là chúng ta sẽ dán từ dưới lên hay từ trên xuống. Đó, để cho nó khớp, vừa khớp khớp với cái cổ và vừa khớp với lại chân. Hơi khó một chút nha. Ok, chị quyết định dán luôn. Hoàn hảo nha các bạn. Hoàn hảo luôn, không có bị dư ra hay là thiếu một cái gì hết trơn. May mắn quá. Bởi vậy phải cẩn thận các bạn. Nhiều khi là mình thấy nó dễ là lại bị sai. Còn khi mình thấy nó khó, mình chú ý thì nó lại ok. Làm video hát nè. Tiếp theo là cô nàng tóc đen và dài nha. Ở đây có bộ đồ như thế này. Bộ đồ tím nè. Trời ơi, nhìn phong cách giống như là của phù thủy á nha. Không có chân nha các bạn. Trời ơi, giờ tự nhiên chị phải dòm coi có cái vớ không. Trời ơi, lo nói chuyện nè, nó cũng bị xê dịch một chút xíu nha. Đó, dù đã rất cẩn thận nhưng mà nó vẫn phải. Rồi, cái chân này thì không bị gì hết. Trời ơi, ma mị không? Kiểu như là cánh dơi phù thủy đồ nè. Và đây là các thí sinh sẽ biểu diễn văn nghệ chào mừng xuân. Chúc các bạn có một mùa xuân như ý. Nhẹ nhở. Wow. Đó, phù thủy đẹp chưa? Và chúng ta sẽ chọn thêm phụ kiện cho phù thủy nè. Đây. Nè, và cái nơ. Phù thủy nhưng mà dễ thương. Đây. Ok. Rồi mình sẽ chọn con mắt gì đây các bạn ơi? Thì sẽ chọn con mắt cho phù thủy là con mắt nhiều màu đi. Nè, con mắt cầu vồng. Rất đẹp nha. Còn có trái tim nữa nè. Bà phù thủy cười thật tươi. Nhưng mà các bạn thấy con mắt này chị dán nó hơi méo nè. Cái miệng cũng hơi méo luôn. Ôi trời ơi, nguyên cái bộ đồ là đẹp rồi. Bây giờ con mắt với cái miệng hơi méo rồi. Thôi kệ đi nha, quy định rồi. Tiếp đến là cô nàng tóc nâu này nè ha. Chúng ta sẽ cho cặp mắt màu xanh đi. Chú ý quần áo á thì lại bị dán sai con mắt. Rồi đẹp chưa? Rất đẹp ha. Miệng cười nè. Ôi chết rồi, bị méo miệng. Ôi. Trời ơi, cái miệng bị méo. Ôi. Thôi kệ đi, bù lại chị sẽ cho cái nón thỏ cho đẹp nha. Chị sẽ trao đổi cái nón. Cái nón thỏ nè, nó rất là xinh. Ngoài ra còn nơ nè, chị sẽ cho thêm nơ luôn. Tại vì chị đã làm cho bạn bị méo miệng. Ê, nhiều quá không có đẹp. Tiếp theo thì là quần áo nè, giày đây nè, chị sẽ chọn bộ này. Vừa nơ vừa nón rồi luôn. Thôi kệ đi. Trời ơi, dán lộn chân cái tiêu luôn á. Rồi, đẹp rồi. Wow. Cái áo này là chị rất thích luôn nè. Nó có hai màu nè. Trời ơi, chị nhớ có bạn tóc xanh tóc hồng. Mà cái bộ này là bạn đó mặc là đúng luôn nè. Áo một bên hồng một bên xanh nè. Mà giờ chị lấy cho bạn này mặc mất tiêu rồi. Theo chị thì là như vậy đó. Có đồng ý hay không? Các bạn có đồng ý hay không? La la la, cũng xinh nè.
Đây chính là cô này nè. Tóc một bên hồng một bên xanh, hồi nãy là cái đầm đó một bên hồng một bên xanh là hợp lý luôn. Nhưng mà bây giờ Lỡ rồi thì mình sẽ thay đổi luôn. Mình sẽ cho cô ấy nhiều màu luôn. Hồng nè, ấy hồng nè, xanh nè, bên đây là tím luôn. Đó. Đây sẽ mặc vô. Đi, các bạn muốn mặc mà vừa cái chân với lại cái áo mà nó vừa thì chúng ta sẽ để cho hai cái chân nó thẳng như thế này nè. Cái cổ nó thẳng lên nha. Đó, rồi mình sẽ canh. Mình thấy ok thì mình sẽ dán vô. Rồi lật. Lật rồi. Đây. Biết lật gì không các bạn? Ở phần chân thì không có lật nha. Phần chân thì nó rất là đẹp luôn. Nhưng cái vai nè, vai lật một chút xíu. Ủa rồi nó có cái này là gì các bạn? Để đeo cổ nữa. Cái này chắc là cho đeo bên đây đi. Cột tóc bên chi. Bên đây thì lên chi, còn bên đây thì mình sẽ dán cái gì đây ta ơi. Chị thử nha, tự nhiên chị thấy cái nơ khổng lồ này đẹp quá à. Cái nơ siêu to khổng lồ này nè. Hơ hơ. Cũng xinh. Bà cô này á, màu hồng cũng được, màu xanh cũng được, màu tím cũng được. Như vậy chúng ta sẽ lấy màu mắt gì đây? Hồng cũng được, xanh cũng được, tím cũng được. Vậy thì chị sẽ lấy màu cam. Cho nó nhiều màu luôn. Đó, cho cặp mắt màu cam. Chúng ta có thể chọn theo màu, theo tông hoặc là không theo thì nó cũng vui các bạn ơi, không có gì hết trơn á. Nha, cuộc sống mà nhiều sắc màu thì thú vị vậy thôi. Ok, yeah, rất là xinh luôn. Tiếp theo là cô này tóc tím, cái lộn tóc vàng. Vừa nói tím thì ở đây có cặp mắt tím nè. Chắc là ý trời rồi. Cho nên là cô ta sẽ được trang trí cặp mắt màu tím luôn. Rất là xinh. Miệng này nha. Miệng là ngẫu nhiên luôn các bạn, từ trên xuống dưới. Ai trúng miệng là trúng. Ha ha. Cô này có mái tóc vàng rất là đẹp ha. Ở đây chị thấy có một cái lớp cô dâu nè. Chị sẽ cho cô ta men vô. Ây da, có hóa trang thành cô dâu luôn nữa chứ. Dán ở đâu các bạn? Dán vậy hả? Đây các bạn như vậy thế này quá. Đó, cái lớp thì nó phải ở trên như thế này đúng không? Tại vì nó còn có vuông miệng nữa nè. Ngoài ra thì chị sẽ cho bạn ấy thêm một cái kẹp trái tim ở đây. Ok. Và thêm một cái kẹp này nữa nè nha. Đó. Và do là mặt lớp cô dâu cho nên chị sẽ chọn cái đầm này nè. Đó, cái đầm mà nó có cái xè ra như thế này là giống y như là đầm cô dâu luôn. Đó là không hề đơn giản. Úi chà. Rồi, hơi kệ nha. Rồi, cái chân nè, các bạn canh nè. Đó ha. Đó, các bạn canh với chị nè. Nó có cái chân và cái cổ. Đẹp luôn. Rồi ha, cô ta sẽ cầm cái micro để hát nè. Tiếp theo là cô nàng tóc hồng cột hai chùm. Cô này á, tự dưng các chị lại muốn cho cô ta theo một cái tông hồng luôn đi. Đó, nãy giờ là không có ai theo tông hết thì chị sẽ cho cô này theo tông. Đó, toàn màu hồng hết luôn. Để xem coi là có đẹp hơn những cô khác không nha. Đây cái miệng. Miệng cười chấm chép. Trời ơi, chết. Chết rồi, miệng cô chấm chiếm. Mình xếp cái miệng lên vậy luôn. Thôi lỡ rồi. Bà đã nói là cho cô này theo tông hồng cho nên chị đã lựa một chiếc váy màu hồng nè. Đó, cho cô ta. Coi như cô này là cổ hồng, thiệt là hồng luôn á. Trời ơi, cũng hơi bị khó thôi. Rồi bây giờ nè ha, các bạn chú ý cái phần là phần chân nè. Ok.
rất là đẹp. Tuy nhiên bây giờ thì không còn quá nhiều phụ kiện để cho chúng ta lựa chọn nữa rồi. À, nếu thích hồng thì cô ta chỉ còn có cái nón màu hồng này thôi nha. Hy vọng rằng là nó sẽ đẹp và hợp. Chết rồi, rất cái tôi luôn. Ok. Wow, cũng xinh nè. Tiếp theo thì chị sẽ cho cô ta tài thêm một cái trái tim nữa nè. Cái tim màu hồng hồng vàng vàng nữa nè. À, như thế này đi. À, bên cái cột tóc đó. Và để tăng độ dễ thương thì chị cho thêm một cây kẹp nữa. Đó, rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì là cô gái này. Cô gái này thì các bạn xem nè, nó đã rất là ít đồ rồi. Nhưng mà chị cũng sẽ ráng nha. Chị sẽ ráng chị lấy thêm nè. Kẹp nè. Kẹp nè. Rồi thêm gì nữa đây các bạn ơi. Ở đây có kẹp nữa nè. Kẹp xẻ này là chị sẽ cho các bạn này hết luôn nha. Kẹp xẻ tím này nè. Ơi khó lấy quá vậy. Cái này sao tự nhiên khó vậy trời. Đây nè. Nó cách không có đứt hết cái sổ. Người ta cách không có đứt cho nên là nó dán, nó tháo ra nó khó đó các bạn. Tiếp theo thì cái nơ tím này chị cũng sẽ tháo ra luôn. Đó, chị cũng sẽ tháo cái nơ tím này ra luôn nè. Ok. Trời ơi, tính ra là nó cách không có đứt gì chưa. Rồi. Đây, mình sẽ dán cái nơ này. Ok. Và cô ta sẽ được mặc một bộ đồ hồng này nè. Rất là đẹp luôn. Chiếc giày nơ nha. Rồi thêm một chiếc nữa. Chiến chiến. Và đây nha là chiếc váy nơ nè. Nơ hồng. Cài tóc thì tài màu tím luôn mà. Chỗ này thì rất là đẹp luôn. Wow, và cô này là ca sĩ được giải nè. Trời ơi, bây giờ chị mới biết luôn. Wow, thì ra người đeo cái này là người đạt giải. Rồi bây giờ sao đây, màu hồng lỡ rồi, cái tóc màu tím rồi, thì bây giờ mình cho cặp mắt nó màu xanh luôn đi. Đó, nhìn cho cô ta kiểu như rất là lạ luôn á, đúng không? Đó, màu hồng nè, rồi tím nè, nhưng mà cô ta cũng rất là khiêm nhường nha. Dán cái miệng vô đó, rất là khiêm nhường. Rồi con mắt nó bị lệch, các bạn hơi bên cao bên thấp. Chết rồi, người đạt giải. Người đạt giải ca sĩ là con mắt bị như vậy rồi. Và bây giờ cuối cùng cô nàng tóc hai màu ha, xanh và vàng. Đó, chị sẽ chọn mắt màu hồng nè. Màu hồng đậm luôn. Đó, rất là đẹp. Rất là đẹp, chỉ có điều là chị dán vô thì nhiều khi nó không được đẹp. May là cái sticker nó rất đẹp rồi đó. Sticker mà nó xấu là mình dán vậy nữa là nó xấu luôn. Ok. Và cô ta đã không còn cái phụ kiện gì nữa hết nha. Chỉ còn có trái tim thôi các bạn ơi. Trái tim thì chị sẽ cho giống như là cô ta đeo đôi bông luôn nha. Trời ơi. Bây giờ hết đồ luôn rồi. Ok. Wow, nhưng mà nhìn xem rất may mắn. Bộ đồ này thì nó lại có cả nón nè. Oh. Trời ơi. Quá may luôn. Và bây giờ thì mình sẽ dán về vô. Trời ơi, không được tháo ra cho nên là nó đã bị nó bị hở này các bạn ơi. Cởi đi. Và đây, chiếc váy bướm bướm của cô nàng. Rất là xinh luôn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 12 cô nha. Wow, và xin mời các bạn cùng ngắm 12 nàng búp bê của chúng ta coi ai sẽ là người xinh đẹp nhất và ai là người bị lỗi nhiều nhất nè. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu bình chọn nha. Cô nàng full hồng này thì trông như thế nào? Hay là cái cô này đó, hồng hồng đen đen, rồi hồng hồng xanh xanh đó, cô màu xanh này. Các bạn còn nhớ cái lỗi này không? Cái chân nè. Wow, thật ra ngoài những cái lỗi nhỏ nhỏ thì chị thấy nó rất là đẹp luôn. Hy vọng rằng á, qua video này thì các bạn thấy rằng làm gì mình cũng phải thật là cẩn thận nha. Đó, may là bộ sticker này rất là đẹp rồi, chứ nếu không á hả, chị dán như vậy là coi như là bị tiêu luôn. Và qua cái cuộc chơi này thì chúng ta mới thấy nó cũng khó ha. Chứ còn mà tháo ra dán lại thì nó quá dễ rồi. Wow, nhưng mà thật sự bạn này hai cái bông dễ thương quá.
Đó, không biết là các bạn thích ai nhất thì bình luận nha. Còn video thì kết thúc rồi. Chúc các bạn vui khi xem video. Hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye. Một này bình chọn nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai. Bấm ngay con số và bình chọn vì sao các bạn thích cái nhân vật này nha. Yêu các bạn nhiều. Hẹn gặp lại video sau.